Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn cho bài kiểm tra 45 phút lần 1 chương trình tiếng Anh lớp 6 bình thường. Sau unit 1, 2, 3 nhé. Chúng ta bắt đầu nha. Rồi, câu số 1. Bố bạn làm nghề gì? Ông ấy là một bác sĩ. Làm nghề gì? Chúng ta sẽ xài what. Câu số 2. Cô ấy sống ở đâu? What, who, where, how? Where does she live? Sống ở đâu? Ta sẽ quen nhá. Câu số 3, tôi sống ở đường Lê Lợi. Lê Lợi Street, chúng ta nhớ say on. Sống trong một đất nước nào đó thì chúng ta sẽ in. Trong một ngôi nhà sẽ in. Trong một thành phố nào đó sẽ in. Còn tên con đường là chúng ta sẽ on. Có số nhà, địa chỉ đàng hoàng chúng ta sẽ ấn nhá. Rồi, câu số 4, đó là một hộp mực. Chúng ta lưu ý cái mạo từ ở ẩn. Import, nó bắt đầu bằng chữ y, là một trong năm nguyên âm uể oải, thành ra chúng ta sẽ ẩn. Câu số 5, edit, đó là Lan. Vậy phải hỏi đây là ai, đó là Lan. Ai thì chắc chắn chúng ta sẽ who nha. Kia là những người bạn cùng lớp của tôi. Bọn họ thì 12 tuổi. Bây giờ bọn họ, chúng ta phải xài đại từ nhân xưng thay thế là trẻ bị số nhiều nha. Câu số 7, số nhiều nè. Chúng là những cây bút chì. Vậy là did với that là chúng ta dành dừng chân những câu mà số ít, còn đi đâu là số nhiều. Ở đây chúng ta xài these. Rồi, câu số 8, có hai cái gì đó ở trong phòng của tôi. Hai cái là số 2 là số nhiều rồi, ở đây phải là một danh từ số nhiều. Câu A loại, câu D loại, chỉ còn câu B và câu C thôi. Nói về cái việc mà danh từ số nhiều á, muốn chuyển danh từ số ít sang số nhiều thì chúng ta phải thêm S hoặc ES vào. Đối với những cái trường hợp mà tận cùng là chữ chờ như thế này, chúng ta phải thêm ES. Đáp án của chúng ta là câu D hay câu C. Rồi, bài số 2 là mã ha. Nối. Bài số 2 là mã là nối hai cột với nhau. How you là bạn có khỏe không? Thì nó là tôi khỏe cảm ơn là câu E. Còn câu 2, đây là cái gì? Đây là cái gì? Chúng ta có đáp án đúng nhất là câu B. Đây là một cái bảng. Rồi, câu số 3. How do you spell your name? Bạn hãy đánh vần tên của bạn đi. Câu 3 là câu C. Câu 4, how old are you? Bạn bao nhiêu tuổi? Là câu câu D. Câu 5, what's her name? 5 là 5A. Cô ấy tên là Lan Anh. Rồi, xuống bài dưới, điền động từ be phù hợp. Amia phù hợp nha. See chắc chắn là đi với is. Day thì đi với a. Rồi, ai thì đi với gì nhỉ? John là chủ ngữ số is, sẽ đi với is. We thì đi với we are. Henry và John là hai người, chúng ta không xài y ở đây, chúng ta phải xài are. Hai người là số nhiều nha. Rồi, xuống bài số 4 là mã đọc trả lời câu hỏi ha. Đây là gia đình của tôi, có bốn người trong gia đình của tôi, bố tôi, mẹ tôi, chị gái tôi và tôi. Chúng tôi sống ở đường Quang Trung ha. Bố của tôi thì 40 tuổi, ông ấy là một giáo viên. Mẹ của tôi thì 38 tuổi, bà ấy là một bác sĩ. Anh trai tôi thì 15 tuổi, tôi thì 12 tuổi. Chúng tôi là những học sinh. Rồi, chúng ta bắt đầu trả lời câu hỏi nha. How many people are there in his family? Có bao nhiêu người trong gia đình của anh ấy? Chúng ta lưu ý, chúng ta không lấy câu ở trên đây trả lời. Chúng ta phải lấy chủ ngữ trong câu. Nếu mà hỏi có bao nhiêu người, chúng ta sẽ trả lời là there. Mấy người nhỉ? Bốn người này. Four people in. Chúng ta không in my family mà là in his family nhỉ? Nhớ chưa? Bạn nào mà để my đây mà không đổi cái tính từ sở hữu thành my thành his của anh ấy là sai. Câu số 2, bọn họ sống ở đâu? Where do they live? Họ sống ở đâu? Họ sống ở đường Quang Trung. Chúng ta không ghi là we live. We live mà chúng ta phải lấy chủ ngữ trong câu hỏi là there. They họ sống. They live on Quang Trung Street. Rồi, câu số 3, how old is his father? Bố của anh ấy bao nhiêu tuổi?
À, bố của anh ấy là 40 tuổi đây. Chúng ta không ghi my father is 40 years old mà chúng ta sẽ ghi his father. His father is 40 years old hoặc là he, đại từ nhân xưng thay thế là he is 40 years old. Chưa? Rồi. Câu số 4. Mẹ của anh ấy là một bác sĩ phải không? Lưu ý khi có cái động từ to be đứng đầu câu á thì đây là câu hỏi yes no. Mẹ anh ấy là bác sĩ phải không? Chúng ta tìm là mẹ của anh ta là bác sĩ, đúng rồi. Vậy đúng, chúng ta sẽ trả lời là yes. Và bà mẹ của anh ấy là con gái, là phụ nữ. Chúng ta xài đại từ nhân xưng thay thế ở đây là yes she is. Yes she is. Câu số 5. Câu số 5, how old is his brother? Tức là anh trai của anh ấy là bao nhiêu tuổi? Đây, my brother is 15. Tức là em trai của tôi 15 tuổi. Ở đây chúng ta không ghi là my brother is 15 mà chúng ta phải ghi là his brother is 15 hoặc là his brother hoặc là he bởi vì em trai của anh ấy là con trai, chúng ta xài his is 15, anh trai chứ không phải em trai ha. Rồi, chúng ta xong bài 4 la mã, chúng ta xong bài 5 la mã ha. Bài 5 la mã này hoàn thành những cái từ đây, đặt những cái từ đây để thành câu có nghĩa này. Was quá dễ luôn. Was is his name. Tiểu học cũng làm được đúng không? Tên của anh ta là gì? Đó, câu số 2. Câu số 2 là đây không phải là quyển sách của tôi. Cái từ this này nó phải đứng đầu câu. This is not my book. Câu số 3, tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh. I live in Hồ Chí Minh City. Chưa? Rồi, câu số 4, có 20 cái phòng học trong trường của tôi. Chúng ta lưu ý những cái câu như thế này thì there are sẽ đứng đầu câu này. There are 20 classroom in my school. Rồi. Bài của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các bạn ôn tập thật tốt và đạt được kết quả cao nhé. Tạm biệt các bạn.